Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhung Đỗ, nơi mà Nhung sẽ chia sẻ những bài tập về giảm cân và đời sống hàng ngày. Ngày hôm nay Nhung sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập giảm cân toàn thân. Bài này rất là phù hợp với lại những chị em bỉm sữa sau sinh, chúng ta có thể tập ngay tại nhà của mình nha. Và bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu tập luyện cùng với Nhung. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Nhung Đỗ để ủng hộ cho Nhung ra nhiều bài tập tiếp theo nha. Bây giờ Nhung sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập aerobic nha. Giảm cân tại chỗ. Đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân tắt, nhún, thở đều, nhún gói hít thở, thoải, một tấm lụa dài, nhưng rồi cũng mang khoác cho ai bao nhiêu lần.
ฝ่า
Let's go.
giảm chân tại chỗ, hít thở điều hòa, sẵn sàng chưa nào, phối hợp thêm tay, cho tay lên hít sâu, giảm chân đều, thở ra, tiếp tục nhé, hít sâu, thở ra, thêm một lần nữa, hít và thở ra, thoải mái, chúng ta đứng xoay tròn phần hông, hít thở đều thoải mái, thảo luận chúng ta, quay ngược lại các bạn nhé. Yeah.